Tiếp theo đọc Facebooker Van Lam chia sẻ từ Business Insight. Ngũ giác đài cảnh báo Trung Quốc, không ai có thể ngăn chặn Mỹ hoạt động ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper của chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh báo Trung Quốc rằng, không ai có thể ngăn chặn Hoa Kỳ hoạt động tại Biển Đông để bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực. Theo Business Insider, ông đưa ra tuyên bố này trong một sự kiện trực tuyến của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế hôm thứ Ba, 21/7. Ông chỉ ra rằng Trung Quốc đang tiếp tục tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật một cách có hệ thống, cưỡng chế và các hoạt động ác tính khác. Ông Esper cho biết, điều đáng quan ngại nhất, đối với tôi, là việc quân giải phóng nhân dân tiếp tục hành vi hung hăng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Bộ trưởng Esper nói thêm, chúng tôi hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thay đổi lối hành xử của họ. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống khác. Ông tuyên bố, chúng ta phải duy trì hệ thống tự do và cởi mở, bảo đảm hòa bình và thịnh vượng cho hàng triệu người, cũng như bảo vệ các nguyên tắc làm nền tảng cho nó. Bộ trưởng Quốc phòng nói rằng quân đội Hoa Kỳ đang triển khai các lực lượng để chống lại các hành vi của Trung Quốc và hỗ trợ các chính sách của Nhà Trắng. Ông tiết lộ rằng vào năm 2019, Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều hoạt động tự do hàng hải để thách thức các yêu sách chủ quyền quá mức hơn bất kỳ năm nào trong 4 thập niên qua. Bộ trưởng cho biết, chúng tôi sẽ theo kịp tốc độ đó trong năm nay. Bộ trưởng Esper cũng đề cập đến một bài xã luận của tờ Hoàn Cầu. Trong đó tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng, Biển Đông hoàn toàn trong tầm với của quân đội Trung Quốc và bất kỳ hoạt động nào của tàu sân bay Mỹ trong khu vực đều chỉ khiến quân đội Trung Quốc thỏa mãn. Bình luận về bài xã luận này, ông Esper nói rằng ông không biết Trung Quốc có ý gì khi đưa ra tuyên bố rỗng tuếch đó. Ông cho biết các tàu sân bay Mỹ đã ở Biển Đông, ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương kể từ Thế chiến thứ hai đến nay, và sẽ tiếp tục ở đó. Không ai có thể ngăn chặn chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa tàu biển, lái máy bay và hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, Bộ trưởng Esper nói. Và chúng tôi sẽ lặp đi lặp lại những điều đó để khẳng định luật pháp, ủng hộ chủ quyền của các bạn bè và đối tác của chúng tôi, đồng thời trấn an họ rằng chúng tôi sẽ có mặt ở đó để bảo vệ những điều này. Tiếp theo là tin do Lê Xuân tổng hợp từ CNBC ngày 22 tháng 7 năm 2020 được Facebooker Van Lam chia sẻ lại. Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco đang chứa CSP người bị FBI truy nã. Theo hồ sơ tòa án ngày 20 tháng 7, một nhà nghiên cứu Trung Quốc bị buộc tội gian lận visa vì che giấu mối quan hệ với quân đội Trung Quốc đang lẩn trốn trong lãnh sự quán nước này tại San Francisco được một tháng. Các hồ sơ tại tòa án ở San Francisco cho hay Hoan Tang, người từng làm việc tại Đại học California đã cố tình che giấu thông tin trong đơn xin thị thực của mình rằng cô không phục vụ cho quân đội Trung Quốc, theo Reuters. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã tìm thấy những bức ảnh của cô trong bộ đồng phục quân đội Trung Quốc và phát hiện ra cô đã làm việc với tư cách một nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa Không quân của quân đội Trung Quốc. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã thẩm vấn cô hôm 20 tháng 6. Sau đó, cô Hoan đã đến lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco và ở lại đó đến nay, theo FBI. Hôm 26 tháng 6, cô Hoan bị buộc tội gian lận visa. Mặc dù vậy, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ không thể vào đại sứ quán hoặc lãnh sự quán nước ngoài trừ khi được mời, và một số quan chức hàng đầu như đại sứ có quyền miễn trừ ngoại giao. Hồ sơ tòa án nêu rõ vụ về tang đã chứng minh rõ lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco đã cung cấp bến đỗ an toàn cho một quan chức của quân đội Trung Quốc để tránh việc bị truy tố ở Hoa Kỳ. Hiện lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco và cô Tang không thể liên lạc được, còn Bộ Ngoại giao Mỹ đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Tin tức này được Axios công bố đầu tiên. Theo Axios, việc sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao như lãnh sự quán để che chở cho ai đó bị cáo buộc phạm tội là một động thái bất thường đối với các nhà ngoại giao Trung Quốc. Trong Công ước Viên về cách thức các nhà ngoại giao nên ứng xử khi ở nước ngoài, đã quy định rằng đại sứ quán hoặc lãnh sự quán vẫn có nghĩa vụ tôn trọng luật pháp và quy định của nước tiếp nhận. Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung đang bùng lên dữ dội sau khi Mỹ buộc lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston phải đóng cửa vào thứ Sáu này với cáo buộc gián điệp. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, quyền chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đã viết trên Twitter gọi lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là u bướu trung tâm của mạng lưới rộng lớn điệp viên và các hoạt động gây ảnh hưởng tại Mỹ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn quyền giám đốc tình báo quốc gia Mỹ,
Ông Richard Grenell nói với Reuters rằng Mỹ có thể đóng cả lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố San Francisco. Có lời kêu gọi đóng cửa. Tôi lẽ ra đã đóng cửa cả hai, lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston và San Francisco. Nhưng cũng là hợp lý khi bắt đầu với một cái trước. Reuters dẫn lời ông Richard Grenell. Ngoài vụ liên quan đến hoan tang, Reuters cho hay các công tố viên Mỹ cũng đang chống lại việc bảo lãnh cho một nhà nghiên cứu Trung Quốc khác là Chen Song, cũng bị bắt vì gian lận visa. Song làm việc tại Đại học Stanford về nghiên cứu thần kinh. Hồ sơ tòa án cho biết. Các hồ sơ tòa án cũng đề cập đến hai nhà nghiên cứu Trung Quốc bị buộc tội gần đây khác làm việc tại Đại học California, San Francisco và Đại học Đúc. Trước đó, FBI đã cảnh báo trong nhiều năm rằng các trường đại học ở Mỹ có nguy cơ bị đánh cắp tài sản trí tuệ từ các nhà nghiên cứu nước ngoài. Gần đây, Mỹ cũng đã thắt chặt các hạn chế đối với thị thực sinh viên. Theo trang Lily, sao Op Hope do Phụng Minh biên dịch, được chia sẻ trên FB Van Lam ngày 22 tháng 7 năm 2020 cho biết. FBI truy tố hai tin tặc tàu cộng, gọi chính quyền TC là băng đảng tội phạm có tổ chức. Theo các chuyên gia, Hoa Kỳ sẽ từng bước định danh Đảng Cộng sản Trung Quốc là tội phạm có tổ chức để chính danh trừng phạt thể chế này. Ngày 21 tháng 7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tuyên bố truy tố hai tin tặc Trung Quốc bị nghi ngờ tấn công các hệ thống máy tính ở Hoa Kỳ, Anh, Đức, Úc và các nước khác, đánh cắp thông tin quan trọng bao gồm thiết kế vũ khí và thông tin y tế cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phó Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI David Bodick nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công mạng thế giới để giành lợi ích cho mình, hoàn toàn là hành vi của một băng đảng tội phạm có tổ chức. Cả Bodick và trợ lý Bộ Tư pháp Hoa Kỳ John Demer đã phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức hôm thứ Ba. Họ tuyên bố chính phủ Hoa Kỳ sẽ không tha thứ cho việc sử dụng tin tặc của Đảng Cộng sản Trung Quốc để tiến hành các hoạt động gián điệp mạng trên các quốc gia trên thế giới và chắc chắn sẽ đưa tội phạm ra trước công lý. Bodick đặc biệt chỉ ra, trụ sở tình báo an ninh quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng tin tặc tấn công khắp các công ty và phòng thí nghiệm trên thế giới. Nhiều quốc gia bị đánh cắp tài sản trí tuệ và kết quả nghiên cứu. Sau đó Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng các công nghệ này để phát triển kinh tế. Đảng Cộng sản Trung Quốc sau đó sử dụng ảnh hưởng kinh tế của mình để ép buộc các quốc gia này giữ im lặng trước các hành động phi pháp của họ, ông nói. Bodick cho rằng những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm không phải là những gì một nhà lãnh đạo thế giới đáng tin cậy nên làm gì, mà là hành vi của một băng đảng tội phạm có tổ chức. Ông John Demer lại chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng với Iran, Nga và Bắc Triều Tiên đã trở thành thành viên của câu lạc bộ đáng hổ thẹn cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm mạng. Mục đích của nó là đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm cả nghiên cứu virus. Vì lý do này, Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngần ngại vi phạm quy tắc ứng xử quốc tế trên Internet, gây ra mối đe dọa lớn cho cộng đồng quốc tế. Các tài liệu của tòa án cho thấy hai tin tặc Trung Quốc bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố là Lý Tiểu Vũ 34 tuổi và Đồng Gia Trí 33 tuổi. Họ bị buộc 11 tội bao gồm gian lận máy tính, trộm cắp bí mật thương mại, lừa gạt chuyển tiền điện tử, cướp quyền sử dụng máy tính, trộm cắp danh tính. Trong số đó, nếu tội danh lừa đảo chuyển tiền điện tử bị kết án, bị cáo sẽ bị kết án 20 năm tù. Tính tổng tất cả các tội danh vào, một khi hai người bị kết án, họ sẽ dành phần còn lại của cuộc đời ở trong tù. Đơn khởi tố cho biết, Lý và Đồng được đào tạo về công nghệ ứng dụng máy tính trong các trường đại học Trung Quốc, sau khu thực hành trong thời gian 10 năm, bắt đầu thực hiện các hoạt động hacking. Các quốc gia bị chúng tấn công bao gồm Hoa Kỳ, Úc, Bỉ, Đức, Nhật Bản, Litva, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Thụy Điển và Vương quốc Anh. Các ngành công nghiệp bị chúng tấn công bao gồm sản xuất công nghệ cao, thiết bị y tế, kỹ thuật dân dụng và công nghiệp, kinh doanh, giáo dục, trò chơi điện tử, phát triển phần mềm, năng lượng mặt trời, dược phẩm và các công ty của Bộ Quốc phòng. Đơn khởi tố cũng cho thấy Lý và Đồng được thuê bởi Bộ An ninh Quốc gia Đảng Cộng sản Trung Quốc và Sở An ninh Quốc gia của tỉnh Quảng Đông. Khi virus Vũ Hán đang hoành hành khắp thế giới, họ được yêu cầu điều tra các lỗ hổng mạng máy tính của các công ty nước ngoài đang phát triển vaccine virus Vũ Hán, công nghệ phát hiện virus và các phương pháp điều trị, đặt nền tảng cho các bước tiếp theo của việc ăn cắp thông tin vaccine liên quan. Ngoài ra, Bộ An ninh Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng yêu cầu Lý và Đồng thu thập thông tin tình báo về những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài,
bao gồm cả những người biểu tình ở Hồng Kông. Vào tháng 4 năm nay, Tonia Ugaret, phó trợ lý giám đốc FBI, tuyên bố rằng FBI đã quan sát thấy các tin tặc được hỗ trợ bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm mục tiêu vào nhiều tổ chức nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ. Vào tháng 5 năm nay, FBI và Bộ An ninh Nội địa đã cùng đưa ra một thông báo cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm đánh cắp kết quả nghiên cứu vaccine của Hoa Kỳ. Vào ngày 23 tháng 6, Giám đốc FBI Christopher Wray đã chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Ông tiết lộ rằng FBI hiện đang điều tra hơn 2.000 vụ gián điệp kinh tế liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng thời, cứ sau 10 giờ, FBI sẽ mở một vụ án mới điều tra tình báo Trung Quốc. Theo tin tổng hợp từ Reuters và AFP, Du Facebooker Charlie chia sẻ ngày 22 tháng 7 năm 2020. Thế giới đang rất bất ngờ trước quyết định của ông Trump. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, bang Texas, phải đóng để bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ. Mỹ sẽ không dung thứ cho Trung Quốc vì các hành vi vi phạm chủ quyền và đe dọa người dân của chúng tôi. Chúng tôi cũng không dung thứ cho các hành vi thương mại không công bằng, trộm cắp việc làm của người Mỹ và các hành vi nghiêm trọng khác của Trung Quốc. Mỹ nêu lý do đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Bắc Kinh xác nhận Mỹ đã đột ngột yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán của nước này ở thành phố Houston, bang Texas. Một vụ cháy được cho là đốt tài liệu đã được ghi nhận tại cơ quan này. Chúng tôi đã chỉ đạo đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston để bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Otterguss nói với các phóng viên trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo ở Copenhagen, Đan Mạch, hôm nay. Bà Otterguss nói thêm rằng theo công ước viên, các nhà ngoại giao phải tôn trọng luật pháp, quy định của quốc gia sở tại và có nghĩa vụ không can thiệp công việc nội bộ của quốc gia đó. Mỹ sẽ không dung thứ cho Trung Quốc vì các hành vi vi phạm chủ quyền và đe dọa người dân của chúng tôi. Chúng tôi cũng không dung thứ cho các hành vi thương mại không công bằng, trộm cắp việc làm của người Mỹ và các hành vi nghiêm trọng khác của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ngày 22 tháng 7, ông Hồ Tích Tiến, Hu Xijin, tổng biên tập thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, đăng lên Twitter, Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston trong vòng 72 giờ. Đây là một động thái điên khùng. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự chú ý của người dùng Twitter và báo chí phương Tây. Hãng tin Reuters cũng đăng lại thông tin trên. Sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chính thức lên tiếng xác nhận phía Mỹ hôm 21 tháng 7 đã đột ngột yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán của nước này ở thành phố Houston, bang Texas và cho biết Bắc Kinh lên án mạnh mẽ động thái này, đồng thời yêu cầu Mỹ rút lại yêu cầu. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc đơn phương yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là sự leo thang chưa từng có trong các hoạt động gần đây của Mỹ chống lại Trung Quốc. Trong một diễn biến liên quan, truyền thông địa phương tại Mỹ tường thuật một vụ cháy xảy ra bên trong Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston tối 21 tháng 7, giờ địa phương. Các nhân chứng cho biết họ phát hiện các giấy tờ đang bị đờ ốt trong sân của cơ quan này. Người ta nhìn thấy một đám khói bốc lên. Hàng chục người dân Houston đầu tiên phát hiện đã đến hiện trường nhưng không được vào bên trong. Bạn có thể ngửi được mùi giấy đang cháy, một nhân chứng nói với đài KPRC2 ở Houston. Người này cho biết lính cứu hỏa đã đứng bao quanh tòa nhà nhưng họ không thể vào trong. Vì lãnh sự quán một nước được xem là lãnh thổ của nước đó nên hàng chục lính cứu hỏa cũng chỉ có thể đứng ngoài mà không thể tiến vào trong, theo ABC 13 News. Dường như là họ đốt gì đó trong thùng chứa ở ngoài sân lãnh sự quán. Dường như không phải là vụ cháy trong không gian kín, nhưng chúng tôi không được phép vào. Chúng tôi đứng chờ và theo dõi, trưởng đội cứu hỏa Sam Pena nói. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 22 tháng 7 nói rằng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc vẫn đang hoạt động bình thường sau báo cáo về vụ cháy. Trung Quốc yêu cầu Mỹ rút lại quyết định sai lầm này. Nếu Mỹ vẫn thực hiện, Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa cần thiết, ông Uông Văn Bân cảnh báo. Quan hệ Washington-Bắc Kinh đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Mỹ nhiều lần cáo buộc Trung Quốc giấu dịch khiến COVID-19 lây lan, ảnh hưởng tới công tác chống dịch của nước khác.
điều mà Bắc Kinh kiên quyết phủ nhận. Chỉ trong vài tuần, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump cũng áp đặt trừng phạt với Trung Quốc vì những chính sách liên quan đến Hồng Kông và Tân Cương, đồng thời gây sức ép để các đồng minh dừng hợp tác với Huawei. Jay McCarver, đối tác tại công ty tư vấn Trivium Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh sẽ cố gắng đáp trả nhưng sẽ không mạo hiểm để tình hình leo thang thêm. Chúng ta đã thấy bước thay đổi trong các hành động của chính phủ Mỹ đối với Trung Quốc trong vài tuần qua, McCarver nói. Việc đóng cửa lãnh sự quán là tin tức lớn ở Trung Quốc nên chính phủ sẽ cần phải phản ứng. Theo một cuộc thăm dò của Global Times, nhiều người cho rằng Trung Quốc có thể yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở Hồng Kông và Macau, thành phố Quảng Châu hoặc thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên, để trả đũa. Theo tin từ Reuters ngày 22 tháng 7 năm 2020 do Facebooker Van Lam chia sẻ cho biết, TT Trump tuyên bố sau vụ Hoa Kỳ buộc đóng cửa lãnh sự quán TQ tại Houston. Sau vụ Mỹ buộc đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Bắc Kinh nổi giận đùng đùng đòi trả đũa. Nhưng Tổng thống Trump còn máu lửa hơn. Ông tuyên bố tôi có thể ra lệnh đóng thêm nhiều lãnh sự quán TQ ở Mỹ. Ông Trump nói ông luôn có thể ra lệnh đóng cửa thêm nhiều lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ. Sau khi phái bộ Trung Quốc tại Houston được yêu cầu rời đi trong 72 giờ. Trong họp báo tại Nhà Trắng hôm 22 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại việc có lửa cháy trong khuôn viên Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu họ phải rời đi trong 72 giờ. Tôi đoán họ đang đốt tài liệu, đốt giấy, ông nói. Theo Reuters, Mỹ đã cho Trung Quốc 72 giờ để đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Houston với cáo buộc hoạt động gián điệp. Đánh dấu thêm bước ngoặt xấu đáng kể quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vốn đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 22 tháng 7 nói phái bộ Trung Quốc tại Houston được yêu cầu đóng cửa để bảo vệ tài sản trí tuệ Mỹ và thông tin cá nhân của người Mỹ. Tối 21 tháng 7, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Houston đã đến trụ sở lãnh sự quán Trung Quốc sau khi phát hiện có lửa trong khuôn viên tòa nhà. Tuy nhiên, họ không được phép vào trong vì nơi này được xem là lãnh thổ của Trung Quốc. Nhân chứng cho hay có thể nhận ra mùi giấy bị đốt, trong khi cảnh sát nói dường như họ đốt gì đó ở ngoài sân. Trong tuyên bố được đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán là hành động khiêu khích chính trị đơn phương của phía Mỹ. Theo tin từ phóng viên Daniel Wallace của Fox News ngày 22 tháng 7 năm 2020 cho biết, các quan chức liên bang ở Portland có thể đã bị mù laser vĩnh viễn, các quan chức nói. Những người nổi loạn cũng đã bắn pháo hoa tại một tòa án và âm mưu cắt nguồn cung cấp nước. Ít nhất 3 sĩ quan liên bang ở Portland không thể phục hồi thị lực sau những người biểu tình đầu tuần này, những người đã xuất hiện trong đám đông hơn 1.000 người trong hơn 50 đêm liên tiếp. Chiếu tia laser vào mắt họ và ném pháo hoa vào tòa án liên bang, các quan chức cho biết. Trong cuộc đối đầu đêm thứ hai, một người cũng đe dọa sẽ cắt nguồn cung cấp nước cho các sĩ quan liên bang bên trong tòa nhà. Phó Giám đốc điều hành Liên bang Dịch vụ Bảo vệ Liên bang FPS Richard điều họ gây cháy thông qua các cửa sổ tại các sĩ quan liên bang bên trong. Họ cũng phá hoại tòa nhà bằng sơn phun, chặn các giao lộ liền kề và gây ra nhiều vụ hỏa hoạn. Khi các sĩ quan phản ứng để dập tắt những đám cháy này, các chai thủy tinh đã bị ném và tia laser, thứ có thể gây mù vĩnh viễn, đã tỏa sáng trong mắt họ, ông C.L. Clay nói. Chúng tôi có 3 sĩ quan hiện đang bị thương ở mắt và họ có thể không phục hồi được thị lực trong đôi mắt đó sau những cuộc tấn công bằng laser đó. Dịch vụ bảo vệ liên bang đã mua kính chống laser mà các sĩ quan liên bang hiện đang đeo để ngăn chấn thương mắt. Các sĩ quan liên bang đã đáp trả bằng cách triển khai các hạt tiêu và hơi cay. Clyde cho biết các sĩ quan quan sát thấy một cá nhân chụp ảnh hệ thống lấy nước đến tòa nhà liên bang Saint Edith, nơi cũng được dịch vụ bảo vệ liên bang bảo vệ. Trước đó vào tối thứ hai, một người dùng Twitter cho biết, vì vậy chúng tôi có thể tắt nước cho các tòa nhà mà các liên đoàn đang ở để biến nó thành cơn ác mộng đối với họ. 7 người đã bị bắt trong tình trạng bất ổn diễn ra vào tối thứ hai đến đầu giờ thứ ba. Trong đó có 2 người bị cáo buộc tấn công các sĩ quan liên bang và 5 người vì không tuân thủ các hướng dẫn hợp pháp. Một trong những sĩ quan liên bang bị hành hung là một thành viên của dịch vụ bảo vệ liên bang. Người còn lại là một thành viên của dịch vụ thống chế Hoa Kỳ. Một sĩ quan liên bang khác bị thương khi anh ta bị một chai thủy tinh ném bởi những kẻ bạo loạn. Clay nói.
Bộ An ninh Nội địa cho biết, những người theo chủ nghĩa vô chính phủ bạo lực Hồi giáo cũng đã phá bỏ hàng rào xung quanh Tòa án Liên bang Hatfield vào tối Chủ nhật đến sáng thứ Hai. Các tia laser màu đỏ, xanh lá cây và tím đã được những kẻ bạo loạn nhắm vào các sĩ quan liên bang thông qua các cửa tòa án trong khi một nhóm sử dụng ánh sáng nhấp nháy trên tòa nhà. Một pháo hoa súng cối cấp thương mại đã được bắn ở khu vực gần cửa trước tòa án Hatfield. Clyde giải thích rằng những màn pháo hoa gây cháy nổ này đã được phóng tại tòa án cùng lúc với những kẻ bạo loạn đã rào chắn lối vào phía trước của tòa án, có khả năng nhốt các sĩ quan liên bang bên trong. Dịch vụ thống chế Hoa Kỳ cũng báo cáo gây nhiễu liên lạc trường hợp được báo cáo đầu tiên kể từ khi cuộc bạo loạn bắt đầu có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng với thông tin vô tuyến của họ. Clyde cũng nêu chi tiết làm thế nào tên của các sĩ quan liên bang sẽ bị xóa khỏi đồng phục của họ và được thay thế bằng số huy hiệu của họ sau khi khoảng 38 nhân viên thực thi pháp luật đã bị xua đuổi. Cũng theo Facebooker Thạch Thảo, chưa có bao giờ cảnh sát Mỹ phải đối diện với những thử thách giữa sống và chết vì bảo vệ những di tích quốc gia, sự an toàn xã hội. Nước Mỹ không một ngày nào được bình yên. Hãy cầu nguyện cho các nam nữ cảnh sát dũng cảm áo xanh trên đường nhiệm vụ. Một bên là cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ cái tượng đài, một bên là những người biểu tình của BLM. Những người ủng hộ BLM thì chắc hả hê sung sướng khi nhìn thấy bọn vô nhân tính ném đá muốn giết cảnh sát. Còn tôi thì thấy rất thương và tội nghiệp những người cảnh sát này. Chính phủ, thống đốc, vệ binh quốc gia cần phải trừng trị những kẻ làm loạn, hủy phá nhà thờ tôn giáo, các tượng danh nhân lịch sử. Họ yêu cầu bài bỏ cảnh sát đều có mục đích. Tin từ Facebooker Henry Quang Vu này cho biết về chân dung một lãnh tụ của BLM. Christopher DeVry, 37 tuổi, ở thị trấn Jackson thuộc tiểu bang New Hampshire, đã dẫn đầu một cuộc biểu tình vào ngày 21 tháng 6 có tên là Set Away the Head. Cuộc biểu tình của này khuyến khích những người tham gia trượt ván xuống đường cao tốc địa phương để thể hiện sự ủng hộ cho phong trào BLM. Theo tờ Conway Daily Sun, DeVry đã tuyên bố trong cuộc biểu tình, nếu chúng ta cắt bớt ngân sách cảnh sát và hệ thống nhà tù, tất cả chúng ta đều có lợi. Những ngân quỹ đó có thể trao cho các cộng đồng địa phương và dịch vụ xã hội. Theo như cảnh sát địa phương cho biết, DeVry đã bị bắt với các tội danh như sau, 6 tội vì tàng trữ những hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em, 1 tội vì sở hữu nấm độc psilocybin gây ảo giác, và 1 tội vì tạo chứng cứ giả mạo. Cảnh sát địa phương cho biết, các tội về ấu dâm có bản án lên đến 15 năm tù giam và 4.000 đô la tiền phạt. Các tội về ma túy có thể bị phạt tới 7 năm tù. Cảnh sát trưởng thị trấn Jackson Chris Perley nói với tờ báo Hôm Chúa Nhật ngày 12 tháng 7 năm 2020 rằng ông không thể bình luận thêm khi vụ án còn đang được điều tra. Ông chỉ nói, tuy nhiên, tôi có thể nói chung chung là mọi người nên rất thận trọng khi nghe những lời hô hào cắt giảm ngân sách cảnh sát vì động cơ của họ không phải lúc nào cũng mang đến lợi ích tốt nhất cho xã hội. Tờ báo tường thuật thêm là lệnh bắt giam của cảnh sát cho thấy DeVry tàng trữ những tấm hình và các phương tiện truyền thông khác mô tả các cô gái trẻ đang khoe hàng hoặc tham gia vào hoạt động tình dục. Một giám định viên pháp y của lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm trên Internet với trẻ em đã tìm thấy hơn 60 hình ảnh về lạm dụng tình dục trẻ em. DeVry không nhận tội, với bên công tố, vào thứ Hai ngày 13 tháng 7 năm 2020. Anh ta hiện đang bị giam giữ mà không được tại ngoại. Thử bạn Google về Christopher DeVry thì chỉ thấy một số tờ báo nhỏ địa phương đăng tin về anh này. MSN lấy bài từ đài truyền hình địa phương về vụ bắt giữ Christopher DeVry nhưng tuyệt nhiên không có dòng nào về BLM. Hỏi thêm về Christopher DeVry BLM thì kiếm được thông tin rõ hơn từ vài tờ như Washington Examiner như đã lược dịch sang Việt ngữ phía trên, và New Break. Lượn qua Twitter cũng nghe xôn xao vụ này. Nhưng nhiều người phàn nàn là sao truyền thông dòng chính như CNN, MSNBC, NBC, Washington Post, v.v. đều im lặng một cách đáng sợ. Tội ấu dâm hay tàng trữ hình ảnh ấu dâm là tội đại hình ở Hoa Kỳ. Nhưng tại sao tin này lại bật tăm? Những ai còn u mê ủng hộ mấy phong trào cấp tiến nên cẩn trọng. Ngân sách cảnh sát bị cắt giảm thì chính mình và gia đình sẽ có nguy cơ. Tiêu diêu miền cực lạc. Đừng trông mong vào các lãnh đạo BLM hay bạn bè. Bà con đến cứu khi gặp trộm cướp có vũ khí.
Theo tin từ Click2 Houston ngày 17 tháng 7 năm 2020, một người đàn ông 58 tuổi bị buộc tội giết vợ 29 tuổi, để xác trong tủ đá. Một người đàn ông 58 tuổi tên là Curtis Allen Holiday, bị buộc tội liên quan đến cái chết của người vợ 29 tuổi. Người này được phát hiện trong một tủ đông thương mại, theo văn phòng cảnh sát trưởng hạt Harris. Các nhà điều tra cho biết, Curtis Allen Holiday đã giết vợ mình, Chi Thi Liên Le, người đã mất tích kể từ ngày 3 tháng 4. Holiday, người đã ở trong nhà tù hạt Harris kể từ ngày 5 tháng 5 sau khi bị buộc tội vi phạm trái phiếu vì lệnh bảo vệ và bạo lực liên tục chống lại một thành viên gia đình, đã được các nhà điều tra phỏng vấn liên quan đến sự mất tích của vợ anh ta. Một cuộc tìm kiếm địa điểm kinh doanh của Holiday trên khối 5800 của West Sam Houston Parkway North đã được tiến hành. Các nhà điều tra cho biết họ tìm thấy hài cốt của Le trong một tủ đông thương mại trên tài sản. Viện Khoa học Pháp Y đã phán quyết cái chết của Le là một vụ giết người, và các nhà điều tra đã nộp đơn tố cáo tội giết người đối với Holiday vào thứ Ba. Holiday đang bị giam trong tù mà không được tại ngoại hầu tra.